Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Thì hôm nay là mình sẽ review một dòng máy coi là khá là mỏng, khá là nhẹ và coi như là một máy là coi như là Dell Recession. Và đây là phiên bản là sẽ có là 5530. Thưa các bạn, đây, Dell Recession. Đây là phiên bản là Recession 5530 nha. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Đó, ngoại hình nó đây. Dòng máy nó đây. Và chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây tại sao mình sẽ để một số máy trên đây có đặc điểm gì khác hay không. Thưa các bạn, những máy xung quanh chúng ta chỉ là Dell Recession và là phiên bản là 5520. Nhưng đối với một phiên bản là 5530 này là một trong những dòng máy được coi như là nâng cấp đáng kể về dòng máy này. Thì nếu như chúng ta xét về ngoại hình thì các bạn nhìn thấy là giữa 5510 và 5520 và 5530 thì ngoại hình không có gì gọi là khác biệt quá lớn các bạn. Đây, vẫn là phía sau. Phía sau là đề là chỉ khác nhau là chữ là Revision 5530 và có một cái license của Windows. Windows 10 ha. Và chúng ta nhìn thấy là về phía trước thì cũng là một cái logo màu đen. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn kỹ một chút xíu, các bạn nhìn kỹ một xíu là nó sẽ có một cái hình bạc. Thấy không? Màu bạc. Đó, đây là hai mặt nhôm nha, mặt trên là nhôm. Đó, nhôm hợp kim nha, rất là chắc chắn, rất là cứng cáp. Và phía sau cũng là về mặt nhôm hợp kim luôn các bạn. Thì các bạn nhìn thấy trên đây, dòng Dell Recession 5530 nó sẽ được cải tiến gì trên đây? Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy là dòng này nó sẽ có về cải tiến về logo. Logo thì các bạn nhìn thấy logo đây là thay vì những logo mà 5510 và 5520 nó sẽ là màu đen như thế này. Nhưng đối với về 5530 chúng ta nhìn thấy đây là một cái logo màu bạc. Đó, về màu trắng đây. Kích thước của màu máy chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có về thông thường sẽ những màu kia. Nếu như chúng ta để gần với nhau thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ khác nhau về giữa hai màu nè. Thấy chưa? Màu bạc nó sẽ sáng hơn so với là dòng máy đời 5520. Đó. Thì đây là mình muốn để như thế để chúng ta sẽ dễ hình dung. Và thưa các bạn, ở đây là chúng ta nhìn thấy là một cái máy chạm. Đây là toàn bộ về là chúng ta nhìn thấy đây là những máy chạm hết. Và máy chạm chúng ta nhìn thấy là cầm lên giống như là một cái máy mà dùng để là xài văn phòng, một cái máy là doanh nhân, một cái máy là do là business. Đó. Như đây là coi là dòng máy chạm di động. Thiết kế khá là nhỏ, gọn và coi như là cũng về xử lý của dòng máy này cũng khá là chắc chắn các bạn. Coi như là xử lý rất là mạnh mẽ trên đây luôn. Chúng ta chỉ nhìn thấy là chúng ta không thể nào chúng ta chạy xuyên suốt được 24 trên 24. Nhưng dù sao đối với dòng máy này thiết kế nhỏ, gọn, xử lý về mạnh mẽ tức thời, rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây chính là về trọng lượng của Dell Recession. Và đây là phiên bản là 5530. Thì thưa các bạn, nó sẽ là trọng lượng là 1,77 kg. Chỉ là 1,77 kg thôi nha. Thấy chưa? Về thiết kế tất cả các cổng, tất cả các cổng thì chúng ta sẽ ở phía trước nè, gần như là thiết kế không có một cái cổng gì hết, kết nối gì hết, có mít đây nè, hai lỗ mít hai bên. Rồi về thiết kế bên hông của dòng máy này chúng ta nhìn thấy trên đây nó sẽ có về gì đây? Nó có về như là cũng là vị trí về sạc nè, thấy chưa? Vị trí về USB nè, HDMI nè, thu bôn ba nè, đó. Đây là mít và rắc tai nghe 3.5. Và về thiết kế này chúng ta nhìn thấy là nó sẽ giống như là so với những dòng của Dell Recession 5510, 5520 trên đây. Đây là những cái mình để như đây để chúng ta sẽ nhìn thấy. Rồi phía đằng sau chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có một cái logo, những cái nhôm nè, nó sẽ là màu bạc hơn, sáng hơn so với là phiên bản 5520. Và chúng ta sẽ nhìn thấy phía bên hông thiết kế cũng giống như những dòng 5510 và 5520. Đó là về ngoại hình, hình dáng chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Đó ha. Đây các bạn xin để trên đây. Đó. Và đây là cái sẽ có cái cổng USB nè. USB đây. Đây, mời các bạn sẽ xem trên đây. Đó, USB ha. Thì trên USB này nó sẽ có về mic và thứ nhất là USB nè, thẻ SD nè, vị trí về báo pin nè. Đó. Thì nếu như mà xét về độ dày của chỗ dày nhất đi khoảng là 1, chưa đến 2 mm hay các bạn. Cũng khá là mỏng thôi. Không có gì khác hết. Đó. Rồi, thưa các bạn nhìn thấy về phía đằng sau để mời các bạn sẽ cùng xem. Đây, trên phía về sau đây. Sau của dòng Dell Recession 5530. Các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nó sẽ có những gì khác trên đây. Thấy chưa?
À, toàn bộ bên đây nó chỉ có một cái cũng là thiết kế, coi như là che giấu toàn bộ về những thông tin ngoại trừ cái license của Windows. Và Windows đây Windows 10 ha các bạn. Đó, máy bên nước ngoài về đều có license hết. Và Dell Precision 5530 vẫn thiết kế như thế. Và các bạn sẽ mở vào đây nó sẽ có về thông tin của service tag. Đó. Và các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có hai cái dãy cao su. Và cao su này nó gọi là chống chân trượt và nó có độ chống về cọ, đây nó cà sát về như là mặt nhôm nó làm xước. Và trên đây là được cắt bằng CNC. Đó, hợp kim nhôm mà. Hợp kim nhôm, hợp kim rất là tốt chắc chắn nha các bạn, không phải nhôm thông thường. Đó. Và nhôm này chúng ta nhìn thấy cảm giác rất là cứng luôn. Đó. Rồi và cái này chúng ta nhìn thấy là đây là mặt, cái mặt này giống như cắt bằng CNC. Và những con ốc đây được ốc lục giác. Gió được thổi qua đây, hút gió từ đây và thổi qua đây. Dòng này thiết kế rất là mỏng, rất là gọn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta nhìn thấy rồi, rất là mạnh mẽ luôn. Thì lát nữa chúng ta xem về trên đây. À, thưa các bạn, nó sẽ có về hai cái loa hai bên với một cái phân khúc giá cũng tương đối là rẻ. Thực sự về dòng Precision 5530 này không có mắc chỗ nào so với dòng của Dell Precision 7730 hoặc là 7530. Thì dòng phiên bản của 5530 này vẫn là giá rất là tốt. Với phân khúc giá khoảng chừng là hai mươi mấy triệu thôi, chưa đến 30 triệu nha các bạn. Đây, về touchpad, về ngoại hình thì các bạn nhìn thấy về bàn phím nè. Bàn phím vẫn là thiết kế như là dòng cổ điển. Đó, của dòng 5520, 5510. Và chúng ta nhìn thấy là về thiết kế bàn phím này cũng là gõ cũng khá là sướng. Nhưng mà bù lại chúng ta nhìn thấy trên đây về touchpad đây. Touchpad khá là to. Bự. Thấy không? Bự trên này ha. Lớn, to, bự. Và chúng ta nhìn thấy trên đây, các bạn nhìn thấy trên đây tại sao mà cái dòng này vẫn chưa có thiết kế về như là bàn phím số. Thưa các bạn, cũng không thiết kế được ha. Nhưng mà cái đó là cái về như là cũng xét về như là cái mẫu rất là đẹp, nhưng mà mình cũng thấy còn hơi thưa một cái phần thừa ngay chỗ này hai bên. Lý do ngay chỗ này là vị trí về gắn về loa. Loa của máy tính Dell Precision 5520, 5510 và 5530 vẫn như thế hết. Đó. Và một cái máy được coi là tròn viền, rất là mỏng luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đó, màn hình Full HD với tấm nền IPS. Đây, các bạn nhìn thấy về nhìn từ xa đây, dòng máy này các bạn thấy coi như là rất là tuyệt vời không? Đó, đó là về ngoại hình đây. Và một cái phiên bản gọi là đáng nâng cấp một xíu một xíu. Trên đây, các bạn nhìn thấy nhìn kỹ trên đây nè, ngay chỗ vị trí video nè. Đó, nó sẽ có một cái webcam nằm ngay vị trí chính giữa. Thay vì 5510 và 5520 nó sẽ nằm lệch qua bên. Nhưng đối với dòng 5530 nằm ngay chính giữa và thiết kế là thẳng ra thì khi này là cho phép như là cái góc độ nhìn camera nó sẽ rộng hơn và coi như là chín tâm hơn, và màn hình được coi là tràn viền. Đó, màn hình rất là đẹp luôn, chúng ta nhìn về gọi mọi góc cạnh được, chúng ta cũng cảm giác được là sao các bạn, cái màn hình này có thể là nhìn thấy được, màn hình có thể ngửa ra được là 45 độ trên đây ha. Đây là mình để nghiêng ra chúng ta vẫn nhìn thấy chữ được ha. Đó là màn về EPS, cảm giác hình ảnh rất là trung thực và rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta xem về cấu hình. Cấu hình của dòng máy này khá là khủng luôn, khá là tốt. Mình đánh giá coi như là cấu hình của Dell Precision 5530 được cải tiến về cấu hình rất là tốt luôn. Về thứ nhất, về CPU. CPU thì các bạn nhìn thấy đang là CPU là i7-8850H. Cái này là 6 nhân 12 luồng nha các bạn. 6 nhân 12 luồng. Đây, hay gọi là 12 CPU nè. Thấy chưa? Thì với cấu hình như thế này, chúng ta nhìn thấy về CPU đây. Cái xung nhiệt của nó đang là 2G6. Và đối với CPU như thế này là turbo lên tối đa được là 4G3. Đây các bạn, nếu như dòng i7 nè, 8850H là i7 ha, mình lấy dựa trên trang chủ Intel ha. Nó sẽ là kết 90, bộ giá điện là 90 nha. Nó cao cấp hơn rất nhiều so với dòng của 5520, 7820HQ hoặc là 6820HQ. Đó. Nó turbo lên tới là 4 GB, khá là tuyệt vời. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là cái dòng máy này thì nó sẽ có hỗ trợ về RAM tối đa được là 64 GB, đó là trên về CPU. Nhưng thực tế thì hiện tại là chúng ta gắn được là 32 GB thôi. Đó, và cái nữa là bus của nó đang là 2666 ha, trên RAM. Thì các bạn nhìn thấy là cái cải tiến đầu tiên là về CPU 6 nhân 12 luồng. Rồi cải tiến thứ hai nữa, các bạn nhìn thấy về ổ cứng. Ổ cứng đây là mình đang có về hỗ trợ trên đây, đang gắn được trên đây là ổ cứng NVMe. Và đây ổ cứng đây là mình đang cũng đang gắn được giống như dòng 5520, 5510.
Nhưng mà đây là phiên bản là ổ cứng là 1024 GB hay gọi là 1T. Đó. Và thưa các bạn nhìn ở trên đây, đối với về cạo màn hình của dòng máy này nó được coi là cạo màn hình khá là khủng, khá là tốt. Hay gọi là B1000. Thấy chưa? NVIDIA Quadro V1000. Và cái cạo màn hình thứ hai của là Intel đó là Ultra HD Graphics 630. Đó. Thì cạc này chúng ta nhìn thấy là cho phép xử lý với đồ họa. Đó, trong một cái xử lý cũng khá là tốt, nhưng mà so sánh với dòng của là 7520. Đó. 7530 nha, hoặc là 7730 thì chắc chắn cái cạc đồ họa của dòng những dòng đó thì nó sẽ cao hơn, có thể B3200, dòng rất là đỉnh và chạy nhanh hơn. Đó, giá tiền cao hơn nhiều. Nhưng đối với dòng thì chúng ta nhìn thấy lựa chọn về một cái máy mà nó gọn, nhẹ, một cái máy coi như là để mà lựa chọn về hay đi lại, thì chắc chắn các bạn sẽ xem về như là chúng ta hay đi tới đi lui, chúng ta hay cần về công việc, chúng ta cần về tiếp khách, chúng ta cần về nhỏ, gọn, và chúng ta cần về xử lý đồ họa là tức thời, thì chắc chắn đây là một trong những dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là dành cho những vị doanh nhân, những vị về giám đốc. Đó, toàn bộ trên đây thì đây là những cái dòng máy mình đang review như thế này. Cái card đồ họa, mình nhắc lại cái co dòng máy này nha. Thứ nhất là đang chạy về CPU đang là i7 8850H 6 x 12 luồng hay gọi là 12 CPU. RAM đang hỗ trợ là RAM mình đang gắn đây sẽ là RAM 16GB và hỗ trợ tối đa được là 32GB RAM. Ổ cứng của dòng máy này đang là ổ cứng là SSD NVMe 1TB và màn hình Full HD với tấm nền IPS. Và với cả màn hình này chúng ta nhìn thấy đang là hỗ trợ lên tới 4GB, xe lên 8GB, tổng cộng là 12GB. Đó. Thì ở đây là dành cho dòng máy workstation xử lý về nhanh, gọn, mỏng, nhẹ. Thì chắc chắn cho những ai về như là cần về doanh nhân, những bạn cần về hay phải đi lại, chúng ta cần về độ sang, độ chảnh, thì chắc chắn đây là những dòng máy ngang ngửa về dòng máy MacBook Pro. Trọng lượng về hay nha các bạn, nhưng mà về hiệu năng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi, clip xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là những dòng máy của Recession 5520 và 5530. Thì đây là những dòng máy mình đang review. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha.